đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Những phút giây lãng mạn đồng nàn trao nhau. Em thích nhìn em ở trong mắt của anh. Anh thích ăn cơm nhà thì về chung nhà với em nè. Liệu tình yêu có cần tính kỷ luật? Chơi đó thì bản thân mình phải là người kỷ luật. Dĩ nhiên, nhưng mà em không có diễn trước mặt anh. Diễn trước mặt chương trình. Khi khi gặp người đúng lúc, chúng mình cùng trẻ con. Những mảnh ghép còn dang dở có tìm thấy nhau. Đón xem tập 14 Tần Số Tình Yêu phát sóng lúc 21:35 thứ 6 ngày 4 tháng 6 trên kênh HTV7.